lúc là đặc vụ số 1 của CIA, đã 70 năm tuổi đời mà vẫn còn phong độ, ông chỉ mất 10 giây để thay xong bộ quần áo, sau đó nhảy lên bám vào đít xe cứu hỏa. Để đột nhập vào ngân hàng, đến địa điểm thích hợp ông liền nhảy xuống, nhanh chóng ẩn mình dưới một cái cống thoát nước, sau đó liên lạc với cộng sự tên Betty. Anh chàng này sử dụng ứng dụng chuyên nghiệp, hướng dẫn cho ông vị trí khoan laser, thế là đột nhập được vào kho giữ tiền của ngân hàng. Ông gài mìn vào những cánh cửa, sau đó kích nổ bọn chúng, lúc lấy ra một hộp chứa đầy tiền và kim cương. Xong việc ông liền đến gặp tên xã hội đen, nhưng hắn vừa nhìn đã thấy kim cương bị xước, chứng tỏ đây là hàng ăn trộm về, lúc nhanh tay cầm bình thuốc mê xịt vào chúng. Dễ dàng hạ gục đám xã hội đen, cuộc giao dịch thất bại nên ông đành ra về. Vài ngày sau ông đến nhà vợ cũ, vì ông thường xuyên rời xa gia đình, nên người vợ đã chủ động ly dị. Bây giờ ông cảm thấy cô đơn nên muốn quay lại, còn mang theo món quà sinh nhật đến tặng con gái. Cháu gái nghe tin ông về liền chạy đến, ông lấy ra viên kim cương làm quà tặng. Lúc này con gái Emma Tan làm trở về nhà, còn đem theo anh người yêu tên Carter, nhưng trông anh ta có vẻ èo lả, khiến Lúc không vừa mắt tẹo nào. Dù sao thì đó cũng là lựa chọn của con gái, nên ông không muốn xen vào chuyện tình cảm. Còn cô con gái lúc nào cũng yêu bố mình, nên cô luôn dành tình cảm đặc biệt cho bố. Rất nhanh đã đến ngày cuối cùng Lúc làm việc, công ty tổ chức tiệc chia tay cho Lúc. Ông nói mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần, quay lại tán tỉnh vợ cũ, cùng bà đi phượt biển vòng quanh thế giới. Đúng lúc này Betty có điều muốn nói với ông, thì ra có một đặc vụ đang gặp nguy hiểm, là người mà ông quen biết. Ngày trước ông đã khử bố của hắn, cảm thấy có lỗi nên ông tài trợ tiền nuôi Boro. Không ngờ bây giờ hắn lại kế nghiệp của bố. Hiện tại nhóm của hắn đã có hơn 400 thành viên. Boro tạo ra một loại vũ khí hủy diệt, nó có thể cầm đi bất cứ nơi nào. Hắn chuẩn bị đưa nó ra thị trường đấu giá, vì vậy CIA cần một người mà hắn tin tưởng để đánh cắp món vũ khí ấy mang về. Lúc muốn nghỉ hưu ngay lập tức, nhưng đây là lệnh của Nhà Trắng, nên ông phải miễn cưỡng đồng ý. Xem ra việc tán đổ vợ cũ phải gác lại rồi. Ông nhanh chóng lên đường đến gặp Boro. Sau khi cấp dưới của hắn khám xét xong, thì ông được đưa vào địa bàn của Boro. Boro vui mừng ra chào hỏi bố nuôi, mà không biết đây chính là kẻ thù của mình. Sau đó họ dừng lại ở trận thi đấu đấm bốc. Không ngờ con gái yêu quý của mình lại ở đây, đứa con ẻo là lại dám vượt mặt mình. Lúc sau Boro giới thiệu hai người với nhau, may mà họ giữ được bình tĩnh, nếu không không biết hậu quả sẽ như thế nào. Lúc liền gọi điện cho CIA. Hóa ra họ phát hiện ra tài năng của Emma, nên họ đã bí mật tuyển cô. Họ đã sắp xếp để hai người không chạm mặt nhau. Ai ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Emma bực tức khi bị bố lừa dối, cô cứ tưởng ông là người bình thường. Không ngờ ông lại là đặc vụ CIA, thế nhưng hai người vẫn phải ưu tiên nhiệm vụ. Tối đó Boro tổ chức bữa tiệc chào đón Lúc, còn tự hào giới thiệu ông là bố nuôi của mình. Emma ngồi nghe mà không khỏi ghen tị, hóa ra từ nhỏ tới giờ mình là con ghẻ. Trong bữa tiệc hắn còn trừ khử một người, vì nghi ngờ hắn ta tham ô tiền của tổ chức, khiến mọi người vô cùng sợ hãi. Boro thấy Lúc nhìn Emma đắm đuối, liền hỏi có phải ông thích Emma rồi không, sau đó nói mình sẽ sắp xếp cho ông gặp cô ấy. Đột nhiên một người làm rúi cho ông tờ giấy, trên đó ghi giờ trôi sẽ hạ cánh. Đám tay sai đi đón trôi thì gặp xác một con bò. Chúng dừng lại để di chuyển con bò sang một bên. Emma nằm bên trong thỏ dao ra đâm hắn. Tên còn lại cũng bị Lúc trừ khử. Cả hai chở luôn cái xác đi đón người. Bây giờ họ mới có cuộc trò chuyện riêng tư. Trôi nhìn thấy xe thì liên tục vẫy vẫy. Lúc liền lái xe cán cho hắn bẹp dí. Cả hai mang ba cái xác ném xuống sông phi tang. Sau đó quay trở về căn cứ. Hai bố con cùng xem bản đồ về vị trí nơi này. Emma còn cho bố xem vũ khí mà mình cất giấu. Lúc không lo bàn bạc kế hoạch mà chỉ lo quát con gái tham gia chuyện này. Đột nhiên Boro kéo người đến tìm Lúc, tra khảo ông về mấy người mất tích, vì nếu có chuyện không hay xảy ra thì người mới đến sẽ bị nghi ngờ nhiều nhất. Đột nhiên ở sông vang lên tiếng la hét, đám người vội vàng chạy đến nơi có hét. Lúc nhân cơ hội cùng Emma chạy trốn, ông còn liên hệ với người đưa giấy hôm qua, cài đặt điện thoại giả làm tiếng bom nổ, khiến cho bọn lính canh bỏ chạy tụt quần. Ông nhân cơ hội đó trộm lấy chiếc vali, khi họ đến cánh đồng thì bị Boro đuổi đến. Hắn muốn biết lý do Lúc làm vậy, ông liền kể lại việc trừ khử bố hắn, đến khi ông nuôi cậu trưởng thành. Những lời nói đó khiến hắn tức muốn phọt máu não. Không ngờ người hắn tin tưởng nhất lại chính là kẻ thù không đội trời chung. Vào lúc nguy cấp thì đặc vụ đã xuất hiện, đội quân của Boro rất nhanh đã tan tác. Đáng tiếc họ đã để Boro bỏ chạy mất. Vài ngày sau bố con có cuộc họp, cấp trên yêu cầu họ cùng nhau xử lý Boro. Emma chưa nghe xong đã phản đối. Lúc này Lúc nghe tin vợ có người yêu mới, ông liền đến nhờ Betty điều tra người đó, theo dõi mọi hoạt động và kế hoạch của hắn. Emma đang đi chơi cùng người yêu thì cô nhận được tin nhắn triệu tập. Hai bố con lái xe đến một gara ô tô, bên dưới có đường hầm đến trụ sở. Họ cùng nhau mở cuộc họp để cử người đi bắt Boro. Thấy hai bố con Lúc bất hòa, cấp trên liền cho hai bố con gặp bác sĩ tâm lý. Lúc vừa cầm bài phân tích liền ném vào sọt rác. Một buổi tối ông biết được vợ cũ mời bạn trai đến, Lúc liền lấy cớ mượn máy cưa để sang phá đám.
Ai ngờ người vợ vừa nhìn đã nhận ra, nên nhanh chóng mời ông ra về. Ông đành ngậm ngùi mang hai chiếc sừng ra về. Hôm sau bác sĩ bắt họ mặc áo chuyên ngành, nó giống như nam châm hút hai người lại, phải đến khi họ làm hòa thì mới được thả ra. Bỗng nhiên họ nhận được tin báo triệu tập, thì Zatima đã nhận được tin báo của Boro, hắn ta đang thu thập chất thải hạt nhân, chúng định vận chuyển nó bằng tàu cao tốc. Mọi người phải chặn con tàu đó lại và lấy hết chỗ chất thải hạt nhân đi. Tima phân công mọi người vào vị trí, cả hai bố con Luke cũng không phải ngoại lệ. Trên tàu mọi người đóng giả thành hành khách, Emma đóng giả làm sinh viên, còn Luke thì ngồi cạnh con gái. Đột nhiên Emma phát hiện một hành khách khả nghi, nhưng Luke nói điều này không có bằng chứng. Tàu chưa đi được bao lâu đã bị tấn công, cái tên hành khách kia cũng biến mất. Luke thông minh liền trèo lên trên, thấy hắn đang cầm ống dẫn chất thải hạt nhân. Luke nhanh tay bắn một phát tiễn hắn luôn. Emma vô cùng tức giận với bố mình, nếu ông chịu tin từ đầu thì giải quyết xong rồi. Bây giờ họ không thể bắn hạ máy bay, vì sẽ làm chất thải lan ra môi trường, nó sẽ khiến đất nhiễm độc gây ra nạn đói. Nếu không thể bắt chúng thì phải bắt chúng rút quân. Emma nói hãy tăng tốc độ tàu lên, chỉ cần tàu chạy nhanh thì trực thăng không thể tiếp cận. Hai bố con vội vàng chạy vào buồng lái, không ngờ lại gặp lính của Boro, hắn ta đã kịp phá hệ thống điều khiển. May mà con tàu này chạy bằng nam châm siêu lạnh, chỉ cần giảm nhiệt độ của nam châm xuống thì con tàu sẽ càng chạy nhanh. Luke đang chờ lời nhắn từ chuyên gia. Ai ngờ người mẹ gọi điện hỏi thăm Emma, Luke nghe thấy liền nổi máu ghen tuông. Ông yêu cầu Betty theo dõi tên người yêu, hắn lỡ mồm nói họ đang chuẩn bị xếp hình, khiến Luke điên tiết mở quá nhiều van lạnh. Quả nhiên con tàu đã thoát được máy bay, nhưng lại lao như điên về thành phố. Các chuyên gia nói nếu nó chật bánh ở thành phố, sẽ khiến một nửa dân số ở đây bị hẹo. Betty hốt hoảng vội uống thuốc trợ tim mới có thể tiếp tục làm việc. Trải qua một màn tranh cãi máu lửa, cuối cùng họ cũng tìm được cách giải quyết, chỉ cần lấy cái ống dẫn ở bên ngoài, sau đó bơm chất thải hạt nhân để làm ấm nam châm. Nhưng phải có một người chui ra ngoài cầm ống, với tốc độ này họ rất dễ bị gió thổi bay. Đột nhiên hai người nhớ đến cái áo chuyên dụng, giúp Emma có thể bò được ở bên ngoài, còn Luke thì bò theo sát bên trong. Khi gần tới bên cái ống xả, thì Luke ở bên trong hết đường di chuyển, ông hết cách phải bấm nút để thả con gái ra. Emma lấy đà vồ lấy cái ống, hai bố con kịp thời làm cho con tàu chậm lại. Cuối cùng hậu quả cũng được khắc phục, cả văn phòng vui mừng trong chiến thắng. Tối đó Luke ngỏ ý xin vợ cũ bữa tối, may mà vợ cũ đồng ý trong phần cơm chó. Bên này Boro bắt được tên gián điệp phản bội, tra tấn để bắt hắn khai ra sự thật. Ông ta đành khai ra thân phận của Luke và Emma, ngay lập tức hắn ta treo thưởng $1,000,000 cho kẻ nào bắt được hai người đó. Lúc này Luke cùng đồng bọn đang ăn mừng, còn Carter muốn Emma ở nhà nhiều hơn. Nhưng do đặc thù công việc của mình, cô không thể nào ở nhà được, vì thế hai người đã xảy ra tranh cãi. Đột nhiên Luke đến gọi con gái đi làm nhiệm vụ. Trên xe ông khuyên con gái đi tìm người khác tốt hơn. Emma nghe xong liền phản đối việc này. Cấp trên tổ chức cuộc họp khẩn cấp, thông báo nhà vật lý vừa mới bị bắt cóc. Ông ấy có thể biến chất thải thành vật liệu hạt nhân. Dường như Boro đang muốn cải tiến lại quả bom. Lúc đầu tiến sĩ được chính phủ bảo vệ nghiêm ngặt, cả khu nhà tách biệt với thế giới bên ngoài. Chỉ ứng dụng điệp viên mới có thể hút dữ liệu. Nó được ngụy trang bằng một trò chơi nổi tiếng, chỉ có người phụ trách Nika ở đó mời vào thì người bên ngoài mới có cơ hội bước vào trong. Cấp trên liền giao cho Pu đảm nhiệm để lấy bản nghiên cứu về và xem ý dự định tiếp theo của Boro. Sau cuộc họp, mọi người nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Mọi người mãi phục sẵn ở nơi Nika hay đến, mỗi người ngồi một góc để đợi mục tiêu. Pu thấy cô em xinh tươi liền phất cờ khởi nghĩa, nào ngờ đó không phải Nika. Đột nhiên một người đàn ông bước vào, anh ấy được mọi người gọi là Nika. Không ngờ nhóm điệp viên lại nhầm lẫn, nên bây giờ họ phải đổi vai để Emma thực hiện chiêu mỹ nhân kế. Thế nhưng Luke lại kịch liệt phản đối, nhưng ông chẳng thể thay đổi được nhiệm vụ. Pu cởi chiếc áo của mình đưa cho cô, giúp cô trở thành mỹ nhân cuốn hút. Hai bên trò chuyện vô cùng an ý, Nika dần say đắm cô nàng Emma, chỉ mất vài phút cô đã lấy được thông tin của hắn. Luke cùng Pu tìm đến nhà Nika, họ thấy bên ngoài có rất nhiều lính gác, người nào cũng được hắn trang bị vũ khí hiện đại. Do đó họ phải trang bị mọi thứ thật cẩn thận. Lúc hai người đang nói chuyện thì có người quấy rối, chúng lấy cớ làm đổ rượu để chia rẽ. Pu liền đến giả làm anh hùng cứu mỹ nhân để thực hiện kế hoạch tiếp theo. Quả nhiên Nika dẫn Emma đi ra ngoài, Raghu uống thuốc sổ để mất tuôn ra ngoài để trực tiếp gặp được bác sĩ. Vừa vào trong cô liền giơ súng ra uy hiếp. Lúc này Emma đã được đưa về biệt thự, vừa vào bên trong thiết bị đã mất sóng. Bên này Raghu yêu cầu bác sĩ tự tiêm thuốc ngủ, sau đó dùng súng bắn camera quan sát vào cột cờ, nhờ đó họ có thể quan sát được bên trong. Emma tranh thủ dùng máy quét dữ liệu, nhưng căn nhà này không hề có sóng nên mọi dữ liệu không thể truyền ra ngoài. Ngôi nhà này được lồng Faraday bảo vệ cho nên sóng liên lạc không thể lọt được, chỉ có cách làm yếu lồng Faraday thì mới lấy được dữ liệu, nhưng chắc chắn nó có hàng rào báo động, họ không thể nói phá là phá ngay được. Trải qua một hồi suy luận, cuối cùng họ cũng tìm ra cách giải pháp, vì nó cần một nguồn điện khá lớn.
nên không thể dùng chung công tơ điện với tòa nhà. Họ phát hiện dưới lòng đất có dòng điện ngầm, chắc chắn đó là nguồn điện của Faraday. Lúc nhanh chóng đào đất tìm dây điện, chỉ cần tăng được điện trở thì lồng Faraday sẽ bị yếu đi. Đột nhiên Emma bất cần làm rơi điện thoại. Nika chất vấn cô về người đàn ông trong hình, cô vội nói đó là người anh bị thiểu năng. Sau đó cô lấy cớ đi tắm. Nika bên ngoài dùng chiếc điện thoại đó chơi trò chơi. Lúc này hai người đã đào tới đường điện, họ liền bẻ cong cây anten. Lúc cầm anten để làm yếu Faraday, dữ liệu cũng dần dần được truyền qua bàn tay ông, khiến đôi bàn tay bắt đầu nóng dần lên. Nhưng nếu ông bỏ ra sẽ gây báo động, thế nên ông vẫn cố gắng gượng cầm anten. Lúc này thiết bị của Emma đã hoạt động trở lại. Khi dữ liệu truyền xong nó sẽ hiện lên màn hình. Bây giờ Emma phải khiến hắn rời mắt khỏi điện thoại. Thế là cô cởi đồ dụ dỗ hắn. Ban đêm cô đốt két sắt rồi lấy ra tài liệu của tiến sĩ. Không ngờ lại bị Nika chĩa súng vào mặt. Emma không những không sợ, ngược lại nói lời đe dọa Nika. Cô thong thả rời khỏi đó với đống tài liệu. Vừa ra ngoài lập tức có người đến hộ tống. Bây giờ Lúc đã có cái nhìn khác về con gái, nhưng Emma lại buồn bã vì đã phản bội bạn trai. Lúc trông thấy liền đến an ủi con gái, đó chỉ là đặc thù công việc mà thôi. Vài ngày sau, Carter tặng Emma một cây đàn và một chiếc nhẫn quấn dây đàn kèm theo lời cầu hôn ngọt ngào. Emma gật đầu đồng ý khiến Lúc không nói nên lời. Hôm sau ông đưa Carter đi ra biển, huấn luyện cho anh một bài công tác tư tưởng, sau đó mới cho anh tổ chức lễ đính hôn. Rất nhiều CIA cùng đến đây tham dự. Vài ngày sau họ lại có cuộc họp quan trọng, cấp trên nhanh chóng triển khai vấn đề. Boro đang chế tạo chất thải thành hạt nhân, nhưng hắn bị chiếu chất MNG, loại chất này bị quản lý chặt và còn rất hiếm. Họ phải mang loại chất này ra làm mồi nhử. Để nhử Boro trong hang bò ra, Đơn là người thích hợp cho nhiệm vụ lần này. Ngày trước hắn ta đã từng làm việc với CIA, nhưng bây giờ đang phải ngồi tù. Bây giờ cần một người đến đó ngồi tù thay. Mọi người ai cũng có vị trí hết rồi, chỉ có Betty và Tina là vô công rồi nghề. Betty vì muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình nên đã tự nguyện ngồi tù thay. Trong lúc mọi người thực hiện nhiệm vụ, ở trên máy bay Betty nhìn thấy độ cao chót vót, anh liền đổi ý muốn rút lui khỏi kế hoạch. Lúc bất chấp buộc dây dù rồi đẩy Betty xuống, cả hai cùng nhau hạ cánh xuống nhà tù an toàn. Lúc phá lỗ thông hơi cho Betty nhảy xuống, anh dùng kem đánh răng bôi lên tường, viên gạch nhanh chóng bị tách khỏi bức tường, cả hai liền hoán đổi thân phận cho nhau. Lúc đưa Đơn lên máy bay đoàn tụ với mọi người, còn Betty thì ở lại để tránh bị nghi ngờ. Lúc thỏa thuận chỉ cần Đơn hoàn thành nhiệm vụ thì anh sẽ được thả tự do. Cả nhóm dẫn Đơn đến phòng tác chiến, sau đó chuẩn bị thiết bị cần thiết cho nhiệm vụ. Với thân phận từng là ông trùm khét tiếng, Đơn dễ dàng liên lạc được với Boro, nói mình có lò phản ứng hạt nhân MNG, còn hẹn hắn ta địa điểm giao dịch. Hai bố con Lúc phụ trách đưa hàng lên xe tải, không ngờ họ lại xảy ra tranh cãi. Ông nói con gái không hợp với Carter. Cuộc tranh cãi đã làm bọn trộm chú ý đến, chúng leo lên xe chuồn đi ngay trước mắt hai người. Lúc này Betty không thể ngồi yên được nữa, nếu bị cảnh sát phát hiện ra thì kế hoạch của họ sẽ bị bại lộ. Họ đành phải đưa Đơn quay lại nhà tù và để người khác đóng giả làm đệ của Đơn. Không ngờ cuộc chuyện của họ đã để Đơn nghe được, nên hắn đã bỏ trốn qua cửa sổ. Cả nhóm vội vàng tách làm hai. Hai bố con Lúc đi tìm chiếc xe bị ăn trộm, hai người còn lại thì đi tìm Đơn. Nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi căn nhà thì Đơn đã tự quay trở lại. Đơn bây giờ đã nghĩ thông suốt, anh không muốn phải trốn chui trốn lủi. Khi mãn hạn anh sẽ được gặp người thân đàng hoàng. Hai bố con Lúc xông thẳng vào hang ổ bọn cướp, cả hai giơ súng lên xả đạn vào bọn chúng. Từng tên ngã xuống dưới tay hai người. Lúc không may bị một tên bắt sống, Emma vội phi con dao đến trước mặt ông. Nhờ đó ông thoát khỏi tên cướp dễ dàng. Rất nhanh hai người đã dọn sạch đám rơm rơm. Đột nhiên Emma phát hiện một tên rất giống Đơn, có thể dùng hắn ta để thay thế. Lúc này Đơn đã quay lại nhà tù. Rất nhanh đã đến thời gian giao dịch. Một người đứng ở trước tiếp đón, người còn lại đứng đằng sau diễn xuất. Boro xác nhận an toàn rồi bắt đầu kiểm hàng. Nắp thùng vừa mở ra liền phát nổ. Vu quyết đấu khô máu với đám tay sai, còn bố con Lúc đuổi theo Boro. Đơn chưa kịp vào trong thì Betty đã chạm lính canh. Anh dùng hết sức cho tên lính canh đo sàn. Lúc này Pu bị rơi vào trạng thái nguy hiểm. Bỗng một tiếng nổ vang lên hạ gục hắn. Người cứu anh chính là người tình cũ tên Diana. Sau một hồi chạy liên tục, Boro ngã gục xuống. Vụ bắt Boro cuối cùng cũng hoàn thành. Trải qua một hồi vật lộn với tên lính canh thì Đơn cũng chạm mặt Betty. Trên máy bay anh thổ lộ tình cảm với Tina, hy vọng cô sẽ chấp nhận những câu nói này. Vài ngày sau vợ cũng muốn nói chuyện với Lúc. Cô cháu gái bị mắc bệnh hiểm nghèo, cần phải được ghép tùy sớm, nên ông đã tìm đến người hiến tặng tên Kyle. Trải qua một màn uy hiếp tư tưởng, Kyle mới đồng ý hiến tùy. Lúc này mọi CIA tổ chức cuộc họp, biết được Boro nắm giữ nguồn thông tin quan trọng liên quan đến đường dây buôn lậu vũ khí. Mọi người phải dùng mọi cách để ép hắn khai ra. Cấp trên giao việc này cho ông già Canson. Trải qua màn tra khảo sang chấn tâm lý, Boro sẽ hợp tác bắt những tên mua vũ khí, đổi lại hắn chỉ bị giam lỏng ở hòn đảo, chứ không phải ngồi trong nhà tù tối tăm. Lúc nghe xong liền đồng ý trước yêu cầu này. Sau đó ông rời trụ sở trở về gia đình. Lúc này Kyle chủ động tìm đến nhà ông, đòi 150.000 đô tiền bồi dưỡng. Gia đình ông kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy chứ?
ông đành lấy lại viên kim cương của cháu gái để thỏa thuận với Kyle. Sau đó nói chuyện riêng với Kyle, ông nói viên kim cương này trị giá 300.000 đô, hy vọng cậu ta sẽ giữ lời để đề phóng hắn nhận hàng rồi bỏ trốn. Ông đã nhờ Betty gắn định vị vào xe hắn. Canson đang chuẩn bị cực hình để tra khảo thì nhận được lệnh dừng ngay lại vì họ phải trả Boro trong 48 giờ tới. Trước kia hắn từng cung cấp chất nổ để giải quyết những vụ tham nhũng, nên nếu chính phủ không truy cứu tội trạng thì hắn ta sẽ được trả tự do. Nên lúc muốn bàn cuộc giao dịch với Boro, tối đó cả nhóm dẫn Boro đến công xưởng để quay video về vụ buôn bán vũ khí hạt nhân, sau đó đăng lên web đen để gài bẫy. Không ngờ họ mới chính là người sập bẫy của Boro, người của hắn bất ngờ tới cứu Boro, còn lấy đi vali hạt nhân. Hóa ra Boro đã lên kế hoạch từ trước, hắn ta cố ý để bị bắt, mục đích chính là lấy lại vali hạt nhân. Chiến dịch của họ đã thất bại, bây giờ họ phải tìm cách khác để tiếp cận Boro. Họ mới phát hiện ra tay sai của Boro. Hắn ta chuẩn bị tham gia phi vụ đánh bạc, do mọi người đều đã bị lộ mặt, nên chỉ còn lại Betty và Tina tham gia. Cấp trên mời đến một chuyên gia đánh bạc, hỗ trợ hai người câu giờ lâu nhất có thể. Lúc này bác sĩ thực hiện ca ghép tủy, cuối cùng cháu gái cũng vượt qua cơn nguy kịch, mà lúc cũng chinh phục được vợ cũ. Vài ngày sau mọi người đột nhập vào một ngôi nhà, Emma cầm chùm bóng bay chắn trước camera, sau đó dùng thuốc mê đánh ngất lính gác. Tên khác vừa ra ngoài liền bị lúc bắn thuốc mê, tiếp đó cả nhóm lái xe tiến vào bên trong, lúc đấu điện vào tay nắm cửa, để tên tay sai bị điện giật cho ngòm củ tỏi. Cuối cùng họ uy hiếp chủ nhà dừng cuộc chơi và để Betty và Tina thay thế họ. Điện thoại bị thu có gắn chip thu thập thông tin, nó sẽ sao chép toàn bộ thông tin những điện thoại gần nó. Không ngờ tên đàn em này chơi bài rất ngu, thế là hai người giúp hắn thắng liên tục để câu giờ. Chỉ cần không có ai rời khỏi bàn, họ sẽ có đủ thời gian sao chép dữ liệu. Mọi diễn ra đang thuận lợi, đột nhiên Boro lại xuất hiện. Không phải hắn đến để đánh bài, mà đến để bàn chuyện làm ăn với đối tác. Tên này có nội gián trong CIA, nên có thể giúp Boro rất nhiều điều. Lúc này Tina mượn cớ ra ngoài pha rượu, cô điều chế riêng một ly rượu độc cho Boro. Vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Boro, mọi người đang chơi bài hăng say, đột nhiên một người vô tình làm đổ cốc nước, khiến chiếc máy chia bài bị chạm mạch, trong khi cần 2-5 phút nữa mới tải xong dữ liệu, nên trọng tài phải chia bài bằng tay. Từ đó tên đàn em liên tục thua trận. Đúng lúc này một tên uống ly rượu của Boro, việc này có thể khiến hai người bị bại lộ. May mà Betty nhanh trí nói người đó không tỉnh táo, rồi dùng hai lá bài nói hắn ta gian lận, kết quả hắn ta bị trục xuất ra ngoài ngay lập tức. Thậm chí chủ sòng bạc còn đến xin lỗi, đồng thời bồi thường tiền cho hai người và để họ rời khỏi đó bình an vô sự. May mà thời gian vừa đủ để lấy dữ liệu. Sau việc này Tina đã nhận lời yêu Betty, còn công khai chuyện hẹn hò. Lúc và vợ cũng ngày càng thân thiết. Riêng Emma thì chuyển hướng sang anh hàng xóm. Pu nói mình sẵn sàng chờ đợi Emma để cho cô có nhiều thời gian suy nghĩ. Cô liền gọi điện hỏi thăm chị gái. Chị nói Boro đã phát hiện mình mọc sừng nên đã chủ động cưa chiếc sừng đi. Lúc này cấp trên đưa ra thông báo họ đã bẻ khóa thành công điện thoại tên đàn em, nhờ đó phát hiện được nơi hắn đang ẩn náu. Mọi người phải lập ra kế hoạch tác chiến, cụ thể là gần một lò phản ứng hạt nhân cũ kỹ. Nhà Trắng đưa ra chỉ thị tiêu diệt Boro và tịch thu toàn bộ số vũ khí, tránh việc nó được đưa ra thị trường. Nhưng an ninh nơi đó vô cùng chặt chẽ, không cẩn thận có thể dẫn đến mất mạng, nên phải chuẩn bị kế hoạch cẩn thận. Trên máy bay Emma biết chuyện bố mẹ làm hòa, cô sợ rằng ông lại làm tổn thương bà lần nữa, nên cô muốn mẹ sẽ kiếm được người tốt hơn. Nghe xong lúc liền gọi điện cho vợ, nói rằng mình không thể đến với nhau được và khuyên bà nên đến với Danny. Những lời này như muốn đâm sâu vào trái tim bà. Sau đó cả nhóm bắt đầu di chuyển. Với thân phận là thi thể, ai nấy đều ồn áp mở nắp quan tài ra, chuẩn bị công cuộc truy bắt Boro và tịch thu toàn bộ vũ khí. Bọn họ chuẩn bị một số vũ khí hiện đại. Không ngờ họ đang di chuyển thì bị phục kích. Lúc vừa nhìn đã nhận ra Landon, trước kia từng là đặc vụ CIA. Hắn ta chắc chắn là kẻ phản bội. Cuộc nổ súng diễn ra vô cùng khốc liệt, chiếc xe rất nhanh đã thủng như tổ ong vỏ vẽ. Chả mấy chốc chiếc xe của hắn đã bị nổ tan tành. Cả nhóm đến gần kiểm tra kẻ địch, Pu bất ngờ bị một tên hấp hối xả đạn, vết thương có vẻ khá nghiêm trọng. Cả đội chỉ có một chiếc xe để đưa anh đến viện, không ngờ bị Ragu làm hỏng mất. Lúc này tiến sĩ đã chế tạo xong thứ Boro muốn, biến chiếc vali thành thứ vũ khí siêu lợi hại. Ông ấy đã chế tạo tổng cộng 19 chiếc vali, xong việc Boro liền trừ khử ông ấy để không ai có thể chế tạo được nữa. Nhóm CIA đi theo chỉ dẫn đến đường hầm, cứ theo đường này sẽ đến được chỗ Boro. Nhưng vết thương của Pu ngày càng trở nặng nên Ragu phải ở lại chăm sóc. Lúc cùng Emma đi đến căn cứ, hai bố con chia nhau ra hành động. Lúc chỉ cần một cú đã hạ gục hắn, ông còn tặng hai viên đạn cho một tên nữa. Vài phút sau ông đã tiếp cận được Boro, nhưng đệ của hắn đã chặn ông lại. Boro nhân cơ hội đó vội vàng bỏ chạy, rất nhanh đã chạm mặt Emma. Thế nhưng cô ấy không phải là đối thủ của hắn, chưa được vài giây đã bị hắn khống chế. Trong khi lúc đang đánh nhau với tên tay sai, hắn ta cầm quả lựu đạn ném về phía lúc, may mà ông kịp thời né tránh.
Tina nói lửa đang lan dần đến chiếc vali, nó mà phát nổ thì cả đám sẽ tiêu đời. Cấp trên cho lúc 12 phút để đi tìm Emma. Vụ nổ khiến Emma và Boro bị nhốt trong phòng, hai người còn lao vào choảng nhau. Khi phát hiện đám cháy đang lan đến chỗ vali, hai người mới tạm hoãn lại, còn giải thích cho hắn hiểu nguy hiểm đang rình rập và muốn cùng nhau hợp tác để thoát ra ngoài. Cô phát hiện bên trên có một lỗ thông gió. Hai người phối hợp khiêng đồ vật lại gần, lúc này Luke đã tìm thấy ông thông gió, ông tin chắc Emma sẽ thoát ra đường này, nên dùng đòn bẩy cạnh cái nắp ra. Rugu dẫn theo Pu rút lui trước, Luke đưa tay kéo con gái ra ngoài, sau đó ông định cứu nốt Boro ra, nhưng cấp trên ra lệnh để hắn ở lại, tiếng nổ vang lên tiễn đưa hắn về với đất mẹ. Sự nghiệp của Boro đã kết thúc, tất cả đội CIA đều sống sót trở về, cuối cùng mối hiểm họa đã được diệt trừ, đơn nghỉ hưu của Luke đã được chấp nhận, nhưng vợ cũ đã làm đám cưới với Danny. Luke ôm hoa đến tặng vợ cũ, ông không cam tâm nên nói ra mình là đặc vụ, còn có cả huy chương được tổng thống trao, hy vọng bà có thể hồi tâm chuyển ý. Đột nhiên bên ngoài có tiếng nổ lớn, Emma nhanh chóng cầm súng lên, hướng về kẻ địch bắn túi bụi. Luke cũng đến tham gia vào trận chiến, hai bên xảy cuộc chiến khốc liệt, may mà hai bố con đã kiểm soát được bọn chúng. Đột nhiên Boro xuất hiện uy hiếp vợ cũ, vụ nổ đã hủy hoại khuôn mặt của hắn ta yêu cầu hai bố con tự xử lẫn nhau, nếu không sẽ đăng xuất luôn vợ cũ. Hai bố con hết cách đành giơ súng lên, lúc này Luke khéo léo nhắc đến chiếc huy chương, vợ cũ liền lấy huy chương ra đâm hắn. Thành công hạ gục Boro, bộ phim đến đây là kết thúc.